Hello, vâng, lại là Bình đây. Ngọc Bình mến chào tất cả quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023. Liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn Edisky Trinh Technology. Vâng, như thường lệ, quý vị và các bạn yêu mến Ngọc Bình thì hãy dành ít phút để đăng ký kênh YouTube cũng như là chia sẻ đường link YouTube này để chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị công nghệ giao thông thông minh này đến nhiều quý nhà tài trợ vốn. Vâng, quay trở lại video ngày hôm nay, Ngọc Bình muốn chia sẻ cho quý vị hai thông tin trên trang web của nhà sáng lập ngài Anatoly Zhutkin và trang web của công ty. Vâng, đầu tiên chúng ta hãy đến với bài viết trên trang ulitsky.engineer. Đó là bài viết trung tâm USky tổ chức buổi chạy đầu tiên của Uber U4-21201 phát triển mới của Anatoly Zhutkin. Chiếc U-Pod đã thực hiện các chuyến đi dọc theo đường đua trên cao 15m với chiều dài hơn 2 km. Uber U4-21201 tập hợp những công nghệ tiên tiến được phát triển bởi kỹ sư Anatoly Zhutkin và nhóm Edisky Trinh Technology Inc. Mẫu xe được thiết kế cho 25 hành khách và nhằm mục đích vận chuyển ở đô thị ở vùng khí hậu nhiệt đới. Nó có khả năng hiển thị 360 độ, cho phép hành khách tận hưởng tầm nhìn từ trên cao. So với một chiếc xe buýt nó có cùng sức chứa hành khách thì mức tiêu thụ năng lượng cho chuyển động của U-Pod sẽ thấp hơn 3,5 lần. Uber U4-21201 là đại diện của thế hệ U-Pod thứ 5. Sự phát triển mới nhất của trường kỹ thuật của tôi, nó không có chất lượng tương tự trên thế giới và tôi tự hào quan sát những chuyến đi đầu tiên của nó, Anatoly Zhutkin nhấn mạnh. Hiện tại Uber đang được thử nghiệm ở các chế độ khác nhau. Tổng chiều dài của cấu trúc đường đua bao gồm cả phần không căng thẳng là hơn 2 km sẽ giúp đạt được tốc độ 150 km/h. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta cùng nhau cập nhật một bài viết trên trang ust.inc. Vâng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cập nhật thông tin trên trang ust.inc. Đó là bài viết công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại USky cho giai đoạn thứ 2 của chứng nhận đường đua được phát triển bởi ust.inc. Tổ chức quốc tế độc lập chứng nhận tiêu chuẩn hóa TUV-SW đã đến thăm trung tâm chứng nhận và thử nghiệm USky ở Sara. Các bên đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho giai đoạn thứ 2 chứng nhận cầu vượt giao thông có kết cấu đường ray lửa cứng. Xin nhắc lại rằng, các tháp hỗ trợ đã được thử nghiệm trước đó như một phần của giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ 2 sẽ bao gồm đánh giá của bên thứ 3 và cấp chứng chỉ cho toàn bộ tổ hợp giao thông vận tải. Tài liệu sẽ được xác nhận sự an toàn của nó và bao gồm các yếu tố cơ bản. Chúng bao gồm các nhà ga chở hành khách và hành khách, tháp hỗ trợ, cấu trúc đường ray bán cứng và phần không căng thẳng với khu vực bảo trì. Ngoài ra, trong quá trình chứng nhận, TUV-SW sẽ tiến hành xác minh việc tuân thủ chức năng an toàn và xác nhận hiệu suất của phương tiện đường sắt điện Uber U4-21201 25 chỗ. Khi nhận được văn bản liên quan, dây chuyền có chiều dài 2 km sẽ sẵn sàng cho các U-Pod nặng trên 30 tấn vận hành. Chiều dài của tuyến sẽ cho phép bố trí vận chuyển hành khách và hàng hóa đạt với tốc độ 150 km/h. Thẩm quyền giải quyết. TUV-SW là một tổ chức cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực chất lượng, an toàn và phát triển bền vững, chuyên về thử nghiệm, giám định, đánh giá, chứng nhận và đào tạo. TUV-SW được đánh giá và công nhận bao gồm ISO 17020, ISO 17021 bởi nhiều tổ chức kiểm định quốc gia và quốc tế về tính chuyên nghiệp, đạo đức, độ tin cậy và tính độc lập trong đánh giá, chứng nhận. Vâng, như vậy quý vị và các bạn vừa cùng với Ngọc Bình chúng ta tìm hiểu thông tin trên trang của ngài Anatoly Zhutkin đưa tin về việc thử nghiệm Uber trên đường thử 2,5 km tại Sara, cũng như là bài viết trên trang ust.inc. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay hữu ích thì không quên hãy để lại một nút like
Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.